sáng ngày mùng 8. Em Trâm Nguyễn xin chào tất cả anh chị em. Và hôm nay là đồ lính Mỹ đã qua sử dụng. Hôm qua em lên một loạt quần áo lính Mỹ nha. Bữa nay em chơi áo thun. Áo thun này thì nói chung là áo hàng cấp phát của lính Mỹ, bao mát nha. Nói về đồ mát thì anh em mua áo thun này nhiều anh em vẫn chưa biết chuẩn, thì mình lấy size to hơn rộng, nó vẫn thoải mái và nó cũng không có rộng hơn lắm anh em ạ. Con này chất vải nó rũ, nó bám vào người. Em đang bận size M này, mà trong lúc em là bận size S. Bận size S thì nó ôm body, em lại không thích, em không thích. Nhưng mà thà rộng vậy nó vẫn bám vào người, anh em nhìn thấy có rộng không? Chồng em cũng bận size M này vì nó là 70 70 đến 80 kg phải không? Ông chồng em 75 kg. Vẫn vừa. Nhưng mà em vẫn vừa và em thích bận như vậy. Và em cũng khuyên anh em nên bận rộng. Thứ nhất là không biết mình có vừa hay không, rộng là mình phải vừa chắc. Thứ hai nữa nó cũng chẳng có xấu gì, bởi vì nó bám vào người mà. Này, nó nhẹ như giấy, nó mỏng mềm mà ha. Cho nên là có lợi cho mình cả hai. Nhiều anh em bận thí, mua thí về bận thử coi có vừa không, thì hầu hết là cứ theo size mà bận small, là size nhỏ là hay bị cứt cái vai phải không ạ? Cái vai của mình nhé, small 40 đến 50 kg. Rồi đầu lam lên cái con bằng cát này nha. Con này là slat mat nha. Slat thì 7 đến 80 kg là bằng body. À, 7 đến 80 kg là bằng thoải mái, body là 8 đến 90 kg, bề ngang 57 và chiều dài 72. Đẹp. Chốt chúng em con này là 250 mã 70. Mở hàng đầu lai giùm em nha. Áo thun thì gần hết rồi. Cho nên bây giờ hàng kia không có. Mấy cái quần áo rần ri thì chỉ có một loại vậy thôi. Con này cũng slat này. Con này màu nâu mà nâu nhẹ hơn một chút nha. Nâu như em lại còn màu nâu đậm hơn như em nữa. Rồi, con này slat to và chiều dài anh em để ý chiều dài nha. Bề ngang của nó là 58 và chiều dài của nó là 77. Con kia dày chút, con này nó mỏng dính. Nó mỏng dính luôn. Đó, 7 chiều dài nha em. Chốt cho em 300.000 mã 68. Con màu nâu này. Màu nâu này thì nó cũng đậm đậm hơn em một chút, nhưng mà có một nâu nữa. Nói chung là nâu bây giờ hết rồi. Con này cũng slat. Bữa hôm giờ là toàn bán size medium phải không ạ? Nhưng mà hầu hết là anh em bận medium và anh em bận slat vẫn là ok luôn. Rất là đẹp chứ. Không, con gái bây giờ người ta bận như vậy khỏi bận quần ấy. Như kiểu là bận đầm á, bận đầm nhỏ, đầm là mấy á, đầm ngủ slat anh em. Số ký bằng con kia luôn. Bề ngang của nó là 54 và chiều dài là 73-74. 70 đến 80 kg là bằng thoải mái và 8-90 là body. Chốt cho em 300.000 mã 61. Tiếp cái màu này này, anh em nhìn thấy nó lệch một chút tông thôi. Không có giống nhau nhưng mà lệch một chút tông, size XLAT. Con này to nhá. XLAT thì anh em bằng thoải mái là 8 đến 90 kg. Thoải mái nha. Còn bần body là trên 90 kg. Thoải mái và con này đẹp to. Con này chiều ngang là 64. Ngang là 64, dài là 84. Anh em để chiều dài giùm em nè. Con áo của em thì em cắt bớt đi. Size M mà nó dài tới đây này. Nó dài quá thì em bận nó hơi lùm thùm, em cắt bớt. Like em cắt rồi đó. Lên like. Và anh em vậy, anh em bận nếu số ký anh em vừa mà chiều dài này nó đòi cao trên 1m74 thì mình hết bớt đi. Đưa cái lấy cũ này lên này anh em này. Cắt nhưng mà đưa lấy cũ lên nhé. Em này, cho anh em dòm phát. Đốc lên sợ nó lòi rũ. Em đưa lấy cũ lên nhé. Rồi, ai thích con này chốt chúng em 400.000 mã 65. Bao đẹp nhá. Tiếp con vàng cát. Con vàng cát con này mất tem size nhá. Mềm mại anh em. Nó tương đương size XL luôn. Hàng cấp phát đó. Bề ngang của nó là 71. Chiều dài là 75. Mềm mại và mới đẹp. Chốt chúng em con này 250 mã 67. 250 mã 67.
Tiếp con này. Con này là size lát luôn này. Size lát, cái loại này cũng mát 100 cô tông nhưng mà nó dày hơn loại kia một chút. Ở đây em thấy hình như có một chút dơ nhẹ. Dơ như kiểu nước thôi anh em ạ. Đây này. Một chút dơ như kiểu nước thôi, nhìn vậy không có thấy được đâu. À. Rồi size lát thì bằng con kia luôn. 8 đến 90 kg là bận thoải mái, còn trên 90 là body. Bề ngang là 63 và chiều dài là 77. À, ai ưng chốt con này dùm em là em ghi là 400 ngàn nhưng mà vì do không nhìn thấy ấy, em bán con này 250, mã 64, em ghi 400 ngàn đó. Bởi vì em nghĩ là cái áo này thì đẹp lắm nhưng mà không có nhìn thấy cái vết dơ này này. Nó chỉ là một vết dơ nước nhẹ nhẹ thôi nhá. Tiếp một con áo mờ, áo thun màu vàng cát nha anh em. Con này tem size cũng không có, loại này nó dày hơn cái loại kia một chút. Có hai loại, một loại dày nhưng mà mắt đều như nhau. Con này bề ngang là 62, 62 thì size lát, dài áo là 77 ha. Size X lát ha. X lát. X lát. Con này là 7 đến 80 kg là bận thoải mái và 90 là body. Chốt cho em con này 250 mã 69. 250.000 mã 69. Con này nhỏ này, size S này. Thông thường là em bận con này là vừa luôn đúng không? Em bận con này là vừa bon luôn, kể cả ôm cả ấy là vừa luôn. Nhưng mà em lại không thích. Em lại thích rộng ra, em mở nó ra như thế này nè. Con này sao em S sao mà nhìn giống em M vậy ta? Con này bằng mình luôn này. Rồi. Con này là bề ngang, để em đo bề ngang mà. Bề ngang là 47 nha. M là nó ra 50-51 rồi. Chiều dài là 61. Ai mua con này khỏi cần cắt luôn này. Bằng vừa người luôn á. Chốt con này dùm em là 300.000 mã 56. 300.000 mã 56. Số lượng có hạn nha anh em. Tuy là em lấy là 400 mấy cái nhưng mà bây giờ nó cũng gần hết rồi. Con này là size gì trời? Size lát. Size lát con này thì 7 đến 80 kg, bận thoải mái. Bề ngang là 53, của 53. 53 là size M chứ. Dài áo 73. Con này là tương đương size M thôi. 60, 65 bận thoải mái và 70 đến 80 là body. Chốt cho em 250 mã 53 nhé. 250 mã 53. Đẹp, con này mềm mại mỏng manh nhé. Vải thun này nó mềm nhé, thun mỏng nha. Này, em nhìn này. Đã lắm. Em nói thiệt chứ không biết nói sao nữa. Bề ngang của nó là 67. Chiều dài 75. Bận cái này mà em nó không biết diễn tả như thế nào quá. Trời ơi, em anh em thì em không biết nhưng mà riêng em chỉ cảm thấy mừng là mình lấy được lô này để cho con bận á. 300.000 mã 57. Tức là con em được bận, còn anh em được bán anh em thì là một chuyện khác. Cái thằng này của hãng Rocco, chất vải của nó cũng như vậy anh em, thun nó cũng mát nhưng mà nó lại của China chứ không phải của Mỹ nha. Từ nãy giờ em bán là hàng Mỹ không nha nhé. Con này là size X large là con này 8 đến 90 là body. Thoải mái, bề ngang là 60. Chiều dài là 78. Bao bẩn mắt. Chốt cho em con này là 250 mã 62. 250 mã 62. Tiếp con này màu nâu này. Màu nâu tem nha anh em, tem này nha. Con này thì tương đương size L ha. Size L, size large. Rồi, bề ngang của nó là 61. Size L 61. Chiều dài là 70-71. Màu nâu. Anh em 7 đến 80 kg là bận thoải mái và 90 là body. 300.000 mã 52. Tiếp con màu vàng này. Cái màu vàng cát này báo cáo với em, nhìn cái màu nó nhìn như cũ phải không ạ? Nhưng mà nó không có cũ đâu.
con này là slap này, slap nha. Nói như anh em bảo là cái áo này là bẩn cho tới khi mà nó mỏng, nó mòn một cái cọng, cái gân ở trong nó thôi, nó vẫn cứ thích bẩn à. Bề ngang là 56, bề ngang là 56, dài 75, 56, 75. Ở đây nó bị dính một chút dưa nhẹ này, chút dưa nhẹ nha. Con này 200.000, mã 58, 200.000 mã 58. Đây gọi là mẫu cổ quá anh em ạ. Con này tương đương size lắc nha, nhưng mà con này vải dày hơn thì nó mất cái tem size rồi. Mà mấy cái dòng này em thấy cùng một chất liệu vải nhưng mà tại sao nó cứ mất cái tem không mày? Bề ngang là 66 và chiều dài 78. Đẹp lắm. Nó mới mà nó dày mà mát. Rồi 300.000 mã 59. Hai con này nó tuy là màu vàng cát nhưng mà nó màu lệch nhau nhá. Con này là size large, X large. Màu vàng cát, bề ngang của nó là 66. 66, chiều dài của nó là 75. Mỏng mát nha anh em. 250 mã 54. 250 mã 54. Con này lại mờ tem này. Nhưng mà áo đẹp nhá. Áo rất là đẹp. Con này tương đương size L, size large 64. X large rồi chứ. 64 dài 77. Thôi cho size large cho nó thoải mái đi. 70 đến 80 kg bẩn thoải mái và 8-90 là body. Chốt cho em con này 300.000 mã 51. Xe của tụi hả? Mã 51 nha anh em. Mã 51. Tiếp con này là màu vàng cát này. Con này size M thôi. Size M, con này lại tem size nó mờ mất rồi này. À mất rồi chứ phải mờ, mất rồi. Con này bề ngang là 53, size M ấy à. 60 đến 70 bẩn thoải mái, dài áo 70 và 8. 60 65 bẩn thoải mái và 70 đến 80 là body. Ai ưng chốt giùm em 250 mã 55 ạ. 250 mã 55, cái này loại mỏng mát này. Size to, mỏng và mát nha. Con này size large. X large. Nhưng mà nó bị dơ ở đây này. Nó bị dính dơ, dơ này dễ dạt mà. Nhìn vậy không có thấy như kiểu ông này đụng cái nước gì nó dính vào thôi. Đó, làm sau đều đẹp. Sau đều đẹp nha. X large thì 8 đến 90 bẩn thoải mái. Con này là bề ngang là 64. 64 dài là 75. Thôi 70 đến 80 là thoải mái và 90 trở lên là body. Con này em bán cho anh em là 250 mã 63. 250.000 anh em. 250 mã 63. Tiếp một con nữa này. Con này là size M, size L. Con này đẹp quá. Nhưng mà mất tem size à, đang còn. Tem in ấy. Tem in này. L là size lát 8 đến 90 là body. Bề ngang của nó là 59. Chiều dài của nó là 75. Con này khá là đẹp luôn. 400.000 mã 60 nha anh em. 400.000 mã 60. Rồi em cảm ơn tất cả anh chị em và hẹn gặp lại anh chị em trưa nay 11 giờ nhé. Hôm nay là trưa em vẫn lên áo thun. Em cảm ơn và bye, chúc mọi người một ngày mới an lành nha.